với gấu thường. So mặt mũi chúng có đôi phần giống mặt ngựa, nhìn rất xấu xí hùng dữ, nên mới có cái tên gọi như vậy. Con gấu ngựa rơi từ trên đỉnh đầu chúng tôi xuống, đang khua khoáng móng vuốt dưới ánh trăng, lộn nhào đụng phải tảng đá nhô ra trên vách núi. Tảng cốt cầu vốn là khe nứt ra từ dốc cả trình, vách núi hai bên chật hẹp lại dốc đứng, khiến con gấu ngựa đụng phải tảng đá bên này bị hất chếch đi, văng xuống lùm cây gai cằn cỗi mọc trên vách núi bên kia. Sức rời của vật nặng nghìn cân mạnh phải biết, lập tức khiến bụi cây khô gãy gục. Con gấu bị cành cây chọc thủng một lỗ lớn ở bụng, còn chưa rơi xuống đất mà ruột đã lòi ra, uỳnh uỵch lăn tiếp, cuốn theo không ít đá vụn và cành khô. Người ngồi phía dưới đều ngây ra kinh hãi, quên mất phải né tránh. Trong khoảnh khắc đứng tìm ấy, mày có người chợt hét lớn: "Mau nấp ra phía sau, áp sát lưng vào vách núi, chớ có cử động." Tuyền Béo, Sư Chê và Peter Hoàng mới giật mình nhớ ra, vội kéo ba người nhà Minh Thúc và đám cừu vạn chân tay đang mềm oặt đi vì run sợ, nháo nhào chạy ra phía sau cây cổ thụ bên rìa vách núi, náu mình. Gần như cùng lúc, con gấu ngựa cũng đập mình xuống đáy khe. Tôi với Sư Lê Dương đang ngồi cách đó khá xa và vẫn cảm thấy một luồng gió thổi tốc vào mặt. Con gấu thân thể nặng nề giống như một quả bom tấn, làm mặt đất xung quanh rung chuyển mấy chập. Quay lại nhìn thì thấy nó đã nát bét, biến thành một mớ máu thịt hỗn độn. Tiếp đó từ trên cao đá vụn lở lại trút xuống ào ào, sức mạnh đúng như anh Sư Trề miêu tả. Một viên đá từ độ cao 1000 mét lao xuống, dù chỉ bé bằng cái móng tay cũng đủ để đập chết người. Mọi người nấp chặt vào vách núi phía sau mấy cây cổ thụ, không dám cựa quậy, cũng đã hết chỗ tránh rồi, chỉ còn biết cầu xin Bồ Tát phù hộ mà thôi. May là chỗ con gấu ngựa nhảy xuống tự sát cách chúng tôi khá xa, không có ai thương vong. Tất cả đều không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào truyền thuyết xa xưa đã thành sự thật, hay phương thức tế lễ kia đã lại được khôi phục? Nhưng Luân Hồi Tông đã diệt vong mấy trăm năm trước, đâu còn tồn tại trên đời nữa. Con gấu ngựa Tây Tạng này... Đá vụn trên cao rơi xuống thưa dần. May là đàn bò dắt và ngựa đều không kinh hãi bỏ chạy, mà trái lại đều tròn mắt ngây ra. Đúng lúc chúng tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, Tuyền Béo lại bất ngờ chỉ tay lên trời nói: "Ôi mẹ ơi, đội cảm tử quân lại tới rồi." Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn, đã lại có một con thú hoang rơi sập xuống. Chiếc sừng cắm phập vào lưng con ngựa của chúng tôi với đà lao khủng khiếp. Con ngựa lập tức gãy xương gục chết. Định thần lại mới nhìn rõ, vừa rơi xuống chết chính là một con dê núi Cồn Luân sừng dài cổ trắng. Sau đó lại liên tiếp có mười mấy con dê khác từ trên đỉnh khe lao xuống, khiến cả lũ ngựa nhất loạt kinh hoàn. Bắt đầu có mấy con hí vàng giật đứt dây thừng nhốt nháo phi qua đám bò nhắc, men theo dải khe ngoằn ngoèo điên cuồng lao về phía trước. Lũ bò nhắc phản ứng chậm chạp hơn cũng đã nổi điên, hùng hục chạy theo đám ngựa lồng. Tiếng vó ngựa, vó bò lộp cộp cùng tiếng giống hỗn loạn mỗi lúc một xa trong khe sâu hun hút, chỉ còn vọng lại những âm thanh rầm rầm trầm đục. Đám anh Sư Chế vốn định ăn cơm uống rượu xong mới dỡ hành lý xuống, thành ra đồ đạc thiết bị vẫn còn nằm trên cả lưng bò. Mà quan trọng nhất chính là nước gừng tươi, không có nước gừng thì không thể đục băng được. Mặc dù chúng tôi có thuốc nổ để phòng xa, nhưng dùng thuốc nổ trên sông băng có khác nào tự tìm đến cái chết. Ngoài ra đối với người Tây Tạng, bò dắt rất quý. Nhà anh Sư Chê thuộc hạng khá già trong vùng, mà bất quá cũng chỉ có 3 con bò dắt và hơn 20 con dê. Một lúc mất cả mười mấy con bò, tổn thất thật vô cùng lớn. Chúng tôi thấy bên trên không còn thú hoang nhảy xuống nữa, bèn bất chấp nguy hiểm chia làm hai đội. Tôi và anh Sư Chê cộng thêm Tuyển Béo nắm chắc vũ khí, lập tức xuất phát đuổi theo đàn bò phía trước. Những người còn lại thu dọn hành trang rồi theo sau. Chúng tôi men theo tảng cốt cầu khúc khỉu tiến về phía trước. Dưới đất lộn nhộn dấu chân bò ngựa dẫm đạp dày xéo, lẫn lộn không ít xương khô vùi lấp trong bùn đất bị hất tung lên. Những mảnh xương đã mục rỗng từ lâu, thi thoảng lại phát ra ánh lân quang như ngọn lửa mặt trời. Thật không khó tưởng tượng ra cảnh đêm rừng rợn xa xưa trong khe này,
với xương trắng chồng chất khắp nơi và ánh lửa ma trời lập lòe. Hai bên khe cỏ dại mọc tùm cao quá nửa thân người, lạc đạc lẫn với cây khô và dây leo, quang cảnh hết sức tiêu điều lạnh lẽo. Chúng tôi giật đuổi một chặng khá xa, xung quanh không có động tĩnh gì, không nghe có tiếng vó bò vó ngựa, cũng không thấy ánh đèn của người phía sau, đành dừng lại nghỉ. Anh Sư Trê rút túi ra đựng rượu ra, ba người lần lượt uống mấy ngụm lớn cho thêm phần can đảm. Tuyền Béo lại rít một hơi thuốc phả ra một vòng khói. Tôi hỏi anh Sư Trê xem chuyện con gấu ngựa và lũ dê sừng dài nhảy xuống khe tự sát là thế nào, bao năm nay có xảy ra đâu, sao lại xảy ra vào đúng lúc chúng ta tới. Anh Sư Trê lắc đầu. Tôi cũng gần 10 năm nay không tới đây rồi, người khác lại càng không. Trước kia ngoài nghe kể chuyện truyền thuyết xa xưa, quả thực chưa ai tận mắt chứng kiến. Không rõ vì sao chúng ta tới lại đột nhiên bắt gặp sự việc quái đản này. Ba người chúng tôi bàn bạc hồi lâu, rồi lại theo khe núi đi tới tìm đàn bò yak và ngựa. Chúng tôi cũng biết trong thời gian ngắn không thể đuổi kịp nữa, lại e cách xa đoàn người phía sau quá xa, vạn nhất có sự biến gì thì không kịp tiếp ứng nên đành đi chậm lại. Phía trước mặt mỗi lúc một tùm rậm rạp, anh Sư Trê đột nhiên dừng lại, cảnh giác chỉ tay vào lùm cỏ dại bên đường. Một mùi rất lạ bốc lên, tựa tựa mùi xác giữa lẫn mùi thu rừng hôi hám, tanh sặc sủa. Tuyền Béo vác súng trường thể thao, tôi cầm khẩu Remington. Trong tay anh Sư Trê là cây súng săn anh vẫn quen dùng, đều đã sẵn sàng vào tư thế chiến đấu, chuẩn bị vạch cỏ dại ra xem bên trong có gì. Còn chưa đợi chúng tôi áp sát, từ lùm cỏ đột nhiên vọt ra một con sói cái từ trên cao vồ xuống, định đánh cú bất ngờ. Động tác vừa nhanh vừa mạnh mẽ, anh Sư Trê đi đầu động tác còn nhanh hơn, không cần nổ súng, rút ngay con dao Tây Tạng ra chém xoẹt một phát, bổ thẳng giữa mũi con sói cái, xẻ toác đôi đầu nó ra. Con sói chết ngay tại trận. Tôi và Tuyền Béo đều tấm tắc khen ngợi đao pháp thật tuyệt, vừa nhanh lại vừa chuẩn. Anh Sư Trê cười ha hả nói: năm xưa tôi là đội trưởng đội diệt sói của làng Ke Lam Mơ, không phải tự nhiên có được cái chức đấy đâu. Con sói này định đánh úp chúng ta, hôm nay cho nó suối quẩy rồi. Đang thao thao bất tuyệt, bỗng anh Sư Trê dừng chuyện, giương súng lên, xem ra vẫn chưa hết sói phía sau lùm cỏ. Chúng tôi cùng chĩa súng gạt cỏ dại tùm ra, chỉ thấy trên vách núi lộ ra một cửa hang lớn, bên trong lúc nhúc một lũ sói lồng lá. Ánh trăng mờ ảo soi vào, thì ra là một ổ sói con đang sợ hãi co rúm lại với nhau. Có thể con sói mẹ hồi nãy bị đàn bò yak lồng lên làm cho kinh hãi, lại thấy người đi qua mới lao ra định sát thương con người để bảo vệ đàn con. Anh Sư Trê xưa nay luôn kẻ kẻ bình rượu, giờ này đã ngả ngả hơi men, máu sát sinh bốc lên, liền rút con dao Tây Tạng định chui vào trong hang đâm chết hết lũ sói kia. Tuyền Béo bàn nãy khi con sói mẹ bất ngờ đánh úp, vốn chưa kịp thể hiện gì, vội chạy lên trước ngăn anh Sư Trê: giết gà cần gì dao mổ trâu chứ, xử lý lũ sói con này đâu cần phải tốn sức thế, các vị xem Béo tôi đây. Nói rồi moi trong ngực áo ra một túm nhỏ chập 3 kíp mìn, lấy điếu thuốc ngậm trên mồm châm lửa, vùng tay ném vào hang. Chúng tôi vội tránh sang bên, mấy giây sau đã nghe nổ ầm trong hang, khói bốc ra ngùn ngụt. Đợi khói tàn hết, chúng tôi nhảy vào hang càn quét trận cuối cùng. Con sói nào chưa chết thì bồi thêm một nhát dao cho chết hẳn. Kế đó mới để ý quan sát, lòng hang rộng phát choáng, la liệt mảnh đồ đồng, xem ra đây chính là nơi hành lễ bí mật trong tảng cốt cầu. Nhưng vì sau này bị bầy sói chiếm cứ, thành ra rất nhiều dấu vết và vật dụng đã bị phá hủy cả, không cách nào nhận ra được. Ngoài ra trong hang còn có rất nhiều xương động vật, một số còn mới, đang bị gặm nhàm nhở, chứng tỏ bọn sói đã dựa vào địa hình đặc biệt trong tảng cốt cầu này để sinh tồn. Do không quen rượt đuổi săn mồi trên cao nguyên, chúng nghĩ ra cách dồn con mồi chạy tới đỉnh dốc cả trinh. Ở đây nếu không biết trước, đứng từ xa sẽ rất khó phát hiện ra trên dốc núi còn có một rãnh sâu
Đã lao tới đó có muốn dừng lại thì cũng muộn rồi. Bầy sói từ vùng thảo nguyên bị đuổi về vùng núi này, cơ bản đã xa vào bước đường cùng. Thật không ngờ lại biết lợi dụng nơi tế lễ cổ xưa kia để sống sót. Ra khỏi hang sói, Tuyền Béo và anh Sư Trê cao hứng bàn luận hết sức sôi nổi. Có lẽ khi lũ sói dồn bầy dê sừng dài lên núi, con gấu ngựa xấu xố lẩm cẩm thế nào đã bị cuốn theo thôi. Chứ con gấu to vật đó mà lâm vào bước đường cùng, nổi điên lên thì mười mấy con sói đói chưa chắc đã làm gì được nó. Nhưng đấy là nói khi cùng đường mặt lộ thôi, còn bình thường e là nó cũng muốn tránh bầy sói. Chẳng qua hôm nay gặp vận suối quẩy mới rơi xuống khe sâu, thân mình dập nát thành nhân bánh thịt gấu. Tôi cũng định chõ mồm góp chuyện vài câu, nhưng sực nghĩ không biết cả đàn sói vây đuổi thú rừng trên dốc Cả Trinh này có bao nhiêu con, sợ là nhất định sắp từ phía sau quành về tảng cốt câu rồi. Vì theo lời anh Sư Chê, phía trước tảng cốt câu liền với sông băng cổ Thần Loa Câu, địa hình dốc đứng, chỉ duy nhất có thể đi vào theo đường này. Nên để quay về tha lũ dê ngã chết, đàn sói không thể đến từ hướng trước mặt chúng tôi được. Lũ bò giác và ngựa ở phía trước, vậy là sẽ không bị bầy sói tập kích. Song đám người đi phía sau chúng tôi thì không có sự chuẩn bị gì. Tôi từng đương đầu với lũ sói dữ Tây Tạng, cái ngữ ấy xuất quỷ nhập thần, quả thực hết sức giảo hoạt. Nếu bọn Minh Thúc mà bị chúng đánh lén thì khó đảm bảo không có thương vong. Tôi nói suy nghĩ này với Tuyền Béo và anh Sư Chê, cả ba lập tức quyết định quay lại. Suy cho cùng thì mạng người là quan trọng, tạm thời mặc xác lũ bò giác kia vậy. Tuy nhiên mới đi được một đoạn liền trông thấy ánh đèn thấp thoáng, thì ra là hội sư Lê Dương đã đuổi kịp chúng tôi. Bọn họ từ xa nghe tiếng nổ, tưởng chúng tôi gặp phải nguy hiểm gì nên vội chạy tới tiếp ứng. Tôi thấy cả hai nhóm đã tập hợp lại một chỗ, bây giờ mới yên tâm. Nhưng anh Sư Chê đột nhiên lại giương súng, thì ra là có mấy con sói dữ xuất hiện. Chúng dừng lại ở khoảng cách nằm ngoài tầm súng, không tiến lên nữa. Trong bóng đêm chỉ thấp thoáng thấy đôi mắt xanh lẻ và những cái bóng lờ mờ. Những người có vũ khí đều lăm lăm súng, chuẩn bị bắn. Tôi vội ngăn lại: bọn sói đang thăm dò hỏa lực đấy, chúng ta chỉ có hai cây súng trường, có thể bắn mục tiêu ở cự ly xa. Hằng khoan nổ súng vội, đợi chúng tiến sát lại gần rồi cùng lìa một loạt thì hơn. Dù sao chúng tôi cũng khá đông, súng ống lại nhiều, cứ cho là lũ sói quanh vùng này tập hợp hết lại, bất quá cũng chỉ có mấy mười con, chỉ cần sớm đề phòng thì cũng không cần phải sợ chúng. Đúng lúc ấy, từ đằng xa đột nhiên nổi lên một cái bóng trắng, lồng tóc lất phất trong gió đêm. Tôi sững người, lập tức nhớ đến cái đêm ở ngôi miếu nát trong chùa Đại Phượng Hoàng. Cảnh tượng ác chiến với bầy sói vẫn còn sờ sờ trước mặt, tựa như mới xảy ra ngày hôm qua. Mẹ kiếp, không phải oan gia không đối đầu thế này. Vậy là cách đúng 10 năm, ở chốn sâu trong núi Côn Luân giáp ranh giữa ba vùng Tây Tạng, Thanh Hải, Tân Cương này, lại gặp phải con sói chúa lông trắng. Không ngờ nó vẫn còn sống. Vừa nãy chúng tôi giết bao nhiêu sói còn như thế, hận thù đôi bên ắt hẳn còn thêm sâu sắc. Tôi khẽ hỏi Tuyền Béo: cậu nổ súng từ khoảng cách này liệu có chắc ăn không? Giết giặc trước hết phải nhắm tướng mà diệt. Cậu bắn chết con sói chúa, những con còn lại không thể uy hiếp chúng ta được. Tốt nhất làm sao nổ được một phát khử nó luôn ấy. Tuyền Béo cười đáp: chuyện vặt đi mà, Tư Lệnh Nhất đợi lột tấm da lông trắng nhé. Vừa nói dứt lời, liền giương cây súng trường trong tay ngắm thật chuẩn, ngón tay đặt sẵn lên cò súng. Tôi khấp khởi mừng thầm, phần này nếu trừ khử được nó tại đây cũng coi như chỉ khỏi được một khối tâm bệnh của tôi. Nhưng đúng lúc Tuyền Béo đang giơ súng theo mục tiêu chuẩn bị bóp cò, thì con sói trắng đã kịp lánh vào góc chết của đường đạn, cả bầy sói cũng theo đó lẩn mất trong bóng tối. Tuyền Béo tức tối chửi độc một tiếng, đành hạ súng xuống. Lũ sói biết nếu lao từ trong cái khe chật hẹp kia ra chắc chắn sẽ dính đạn, nên lặng lặng rút lui. Nhưng tôi biết tổng bọn chúng cực kỳ căm hận, bỏ đi lúc này
chỉ tạm thời tránh đi mà thôi, nhất định vẫn luôn rình rập chờ cơ hội để tấn công không chút do dự. Chúng tôi có muốn cũng không truy đuổi được, cả đoàn đành tiếp tục tiến lên, trước mắt phải lo tìm lũ bò ngựa đã chạy mất hút đã. Lòng vòng trong tảng cốt cầu mãi, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, cuối cùng cũng tìm thấy lũ bò yak đang gặm cỏ trên dốc núi bên cửa khe. Anh Sư Chê và năm Cửu Vạn thấy đàn bò yak bình yên vô sự thì mừng phát điên, quên cả mệt nhọc, vội vội vàng vàng chạy thẳng lên sườn núi. Bọn tôi từ từ đi phía sau. Bất chợt cả đám đều sững người, cảnh tượng trước mắt e là còn ly kỳ hơn cả lúc con gấu ngựa rơi uỳnh uỳnh từ trên trời xuống. Sáu người nằm bên cạnh đàn bò chính là hội anh Sư Chê. Bọn họ dường như kinh hãi quá độ nên đều ngã lăn cả ra đất, toàn thân run lẩy bẩy. Người khác thì đã đành, còn một tay cứng cỏi vung dao chém sói chẳng chút cau mày như anh Sư Chê làm sao phải kinh sợ đến mức ấy được. Trông thế nằm của bọn họ thì không phải ngã xiên xẹo loạn xà ngầu, mà cùng châu đầu về một hướng, úp mặt sát đất, toàn thân run lẩy bẩy. Tôi càng cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào không phải vì sợ hãi quá độ mà đang sụp lạy ai đó? Có điều từ lúc mấy người này phăm phăm chạy lên sườn núi đến giờ, bất quá cũng chưa tới một phút, thoát một cái như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Tôi vừa đi tới vừa nghĩ mông lung, cảm thấy thật vô cùng khó hiểu. Vừa kịp bước ra khỏi khe sâu chật hẹp, chỉ thấy bên bầu trời phía bắc lóe lên hai quầng sáng trắng mờ ảo, lấp lánh rùng rình. Quầng sáng kỳ dị viền khít lấy đỉnh núi tuyết sáng bạc, ánh sáng thần thánh tựa hai vầng nhật nguyệt lồng vào nhau, cùng rọi khắp bầu trời. Đây hẳn là ánh Phật quang nghìn năm mới xuất hiện một lần trên núi ngọc ở Côn Luân, chỉ ai có cơ duyên mới được gặp mà thôi. Tôi đã từng nghe nói đến từ rất lâu rồi, tôi choáng ngợp trước cảnh tượng thần thánh này, nên tuy không phải là người theo đạo Phật cũng muốn lập tức quỳ xuống tham bái. Lục những người ở phía sau lục đục lên tới nơi, còn chưa kịp nhìn cho rõ thì ánh sáng thần kỳ đã lật mất vào màn đêm, thành ra bọn Minh Thúc chỉ được thoáng thấy một tẹo, cứ đấm ngực dậm chân tiếc rẻ vì không lên kịp. Sở Lời Dương cũng có thoáng thấy, liền bảo với mọi người chớ nuối tiếc làm gì, không phải là Phật quang nghìn năm mới xuất hiện một lần đâu, đây là hiện tượng phóng điện đồng bộ xảy ra trong tầng mây, là do mây núi tuyết quá dày, ban đêm dễ xảy ra hiện tượng đó, chứ Phật quang nghìn năm mới xuất hiện một lần làm gì gặp dễ dàng như vậy được. Nhưng hội anh Sư Chê vẫn đinh ninh đó là ánh Phật quang thần thánh, cứ hễ trông thấy là được cát tường như ý. Anh Sư Chê bảo chúng tôi ở Kè Là Mờ rất hay thấy những ánh Phật quang nhỏ như thế này, còn đúng là ánh Phật quang rực rỡ ngàn năm mới xuất hiện một lần thì phải ở núi tuyết Cà Gòa Bò Ghè Vân Nam, quê nhà xa xôi của anh mới có. Nghe nói ánh Phật quang đó từng xuất hiện trong mấy giây cách đây cả nghìn năm về trước và đã được vẽ trong bức Thập Tướng Tự Tại Đồ còn lưu truyền đến giờ. Có vị Phật sống đã tiên đoán rằng hiện tượng này sẽ xuất hiện trong 10 năm sắp tới đây, khi ấy sẽ rất đông tín đồ chẳng quản vạn dặm xa xôi nườm nượp tìm tới chân núi chầu bái. Dương đám Cửu Vạn vừa nãy được sụp lạy Phật quang giờ đều tỏ ra phấn khích hoàn hỉ hết sức, tiêu tít chạy đi dồn bò ngựa kiểm tra lại trang bị, may cũng không tổn thất mấy, xong xuôi cả đoàn lại đi tiếp. Đến lúc trời sáng thì tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng ở sườn núi để dựng trại, nghỉ ngơi một ngày một đêm cho phục hồi tinh thần khí lực, chuẩn bị tiến vào sông băng Thần Loạt Cầu. Lũ sói giữa kia mãi chẳng thấy tầm hơi đâu, nhưng e là vẫn lảng vảng theo dõi, cho nên chúng tôi một giây cũng không được lơi là khinh suất, nhất là khi đang sắp sửa tiến vào một nơi nguy hiểm và thần bí bội phần, Thần Loạt Cầu. Sông băng cổ trong Thần Loạt Cầu có độ cao tương đối không lớn so với mực nước biển độc nhất vô nhị trên thế giới, nơi thấp nhất chỉ 2.800 mét. Dòng sông băng len lỏi giữa hai ngọn núi tuyết lớn, khu vực hạ lưu ăn sâu chừng vài cây số vào vùng rừng nguyên sinh rậm rạp, cây cối cao chọc trời,
kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể, có thể nói là cả một nguồn tài nguyên động thực vật phong phú của dải núi cao Hàn Đới. Tiến vào khu rừng rậm ở Thần Lạc Cầu thì tình trạng thiếu oxy trên cao nguyên không là chuyện phải lo, nhưng cũng không vì thế mà hết khó khăn. Nơi này căn bản không có đường đi, bò dắt và ngựa không theo sông băng đi xuống được, lại còn có cả đoạn vượt qua một dốc băng lớn nữa. Xem ra chỉ còn cách dựng trại ở đây. Dự tính ban đầu chỉ để lại hai tay Cửu Vạn ở lại trông nom, những người còn lại vác vật dụng tiến vào sông băng. Nhưng do vẫn còn mối lo bị sói dữ tấn công nên đành tăng số người ở lại trông coi lên, bằng không sẽ chẳng còn cách nào bảo vệ được lều trại và bò ngựa. Tôi cũng không định để hội anh sư trẻ vào núi, vì trước mắt còn chưa biết sẽ đối mặt với những nguy hiểm gì, quả thực không muốn liên lụy đến người khác. Nhưng sau khi được chiêm ngưỡng ánh Phật quang, đức tin càng một củng cố, anh ta cứ nhất mực muốn đi theo giúp sức, cho rằng khai quật lầu ma của Ma Quốc là một việc tích góp công đức. Nếu như thành công thì thôi không định đưa thằng út ở nhà vào chùa làm lạt ma tu hành nữa. Chúng tôi bàn bạc hồi lâu, cuối cùng đành bảo 5 người Cửu Vạn ở lại trông nom bỏ ngựa. Bọn họ ai cũng có súng săn và đều là những tay bắn sói cừ khôi. Ngoài ra chúng tôi còn để lại cho họ thêm một ít kíp thuốc nổ. 8 người còn lại lập thành một đội, mặc quần áo lặn ở trong, khoác áo leo núi ra ngoài, đội mũ leo núi, phân chia vũ khí đạn dược, 2 cây súng trường thể thao giao cho Tuyển Béo và Sơ Lê Dương. Tôi và Peter Hoàng dùng súng Remington, anh Sư Chê dùng súng săn, ngoại trừ A Hương, mỗi người còn nhận thêm một khẩu M1911. Đeo thêm các thiết bị thiết yếu, sửa soạn xong là xuất phát ngay. Cửa sông băng Thuần La Cầu, người bản địa gọi là dốc băng lớn, lúc xuống thì rất dễ, chủ yếu là những đoạn dốc khoảng 40 đến 60 độ, cứ bám dây thừng như đứng trên cầu trượt trượt xuống là được. Có điều quay lên e là sẽ tốn không ít sức lực. Anh Sư Chê đưa chúng tôi đến chỗ xuống dốc dễ nhất. Dốc băng lớn trông thoai thoải phẳng lì, nhưng bên dưới có rất nhiều kẽ và hố. Vô ý xui xẻo dẫm vỡ lớp băng mỏng ở bề mặt, rơi xuống là chết tòi. Chỉ có một vùng nhỏ hẹp mà năm xưa anh Sư Chê theo các nhà sư vào Thần Loa Cầu hái thuốc phát hiện ra là tương đối an toàn. Chúng tôi thả 3 sợi dây cáp dài xuống dốc băng. Anh Sư Chê dẫn đầu trượt xuống, mọi người lần lượt theo sau. Rất nhanh chóng xuống được Thần Loa Cầu bên dưới dốc băng một cách thuận lợi. Tôi dừng ống nhỏm quan sát xung quanh, chỉ thấy núi rừng bạt ngàn, mênh mông vô tận. Dải sông băng này chắc thuộc loại hình phức hợp, gồm dòng chính là một sông băng cổ, cộng thêm các dòng mới hình thành về sau do tuyết lở ở những thời kỳ khác nhau. Toàn bộ dải sông băng có rừng rậm bao bọc, phân cách hàng băng, rãnh băng, khe băng cho đến thác băng ở đây nhiều vô số kể. Trong khoảng rừng có độ cao so với mực nước biển thấp hơn nữa, băng tan chảy thành suối, có trời mới biết tháp ma được chôn ở đâu. Tuy không phải khắp nơi đều dễ có tiết lở nguy hiểm, nhưng dù sao cũng không thể gây tiếng động quá lớn, làm kinh động sơn thần trên núi tuyết. Anh Sư Chế nhắc mọi người nên khóa hết chốt an toàn của vũ khí, tuyệt đối không ai được phép nổ súng. Nếu có thú rừng tấn công, chúng ta sẽ dùng vũ khí lạnh mà đối phó. Chúng tôi theo sông băng tiến vào rừng, vừa đi vừa quan sát địa hình. Mãi một vài trăm năm về trước, Luân Hồi Tông còn thường xuyên phái người tới đây cử hành tế lễ, có lẽ vẫn còn dấu tích. Theo cuốn kinh mật truyền của Luân Hồi Tông, điểm tế lễ có lẽ nằm ở nơi có 4 ngọn núi tuyết trầu quanh, chính là Phượng Hoàng Thần Cung mà Phong Thủy Mật Tông nhắc đến. Chúng tôi đi trong rừng đã được 2 hôm, hôm nay vẫn cứ thế đi tiếp. Dọc đường anh Sư Chê kể cho mọi người nghe truyền thuyết về Thần Loa Cầu và những chuyện anh gặp phải năm xưa khi tới đây hái thuốc. Theo truyền thuyết của nhà Phật, thuở xưa nơi đây vốn là một vũng biển ăn sâu vào đất liền. Dưới đáy có con ốc khổng lồ thành tinh, có phép thần thông,
khiến bao sinh linh phải chịu cảnh lầm than. Mãi đến khi Phật Tổ dùng Phật Pháp đổi đáy biển thành núi cao mới có thể hàng phục được nó. Còn yêu tinh ốc biển bằng lòng quy y cửa Phật, cuối cùng trở thành một vị hộ pháp thần. Cái vỏ chút lại của nó chính là sông băng Thuần Loa Cầu này. Truyền thuyết này không được ghi chép trong bất kỳ kinh thư nào, có thể chỉ là chuyện bịa đặt của cổ nhân, nhưng tính chất rất giống với truyền thuyết Phật đạo khác. Đạo Phật là một tôn giáo bao dung nhất, bất kể là yêu nghiệt ác ma gì, chỉ cần buông lưỡi xào sát sinh, lập tức có thể thành Phật. Cho nên các truyền thuyết trong kinh Phật kể rất nhiều chuyện thu nạp ma quỷ làm hộ pháp thần. Vẫn đang trò chuyện thì trước mặt xuất hiện một cái thác băng lớn. Anh Sư Trê làm hiệu bảo dừng lại, chỉ tay nói: cái mỏ băng phía trước nằm dưới chân thác kia kìa. Mười mấy năm trước chúng tôi đứng ở đó trông lên đã phát hiện ra một cây linh chi chân châu có 88 vị, bèn cố trèo thác băng để hái. Nhưng địa hình nơi đây hiểm trở, chẳng những không ngắt được cây linh chi, còn suýt bị ngã chết đấy. Nơi có bốn ngọn núi tuyết trầu quanh mà mọi người muốn tìm chính là ở trước mặt đó. Hồi tôi lên hái thuốc đã nhìn tận mắt, xung quanh vừa khéo có bốn ngọn núi tuyết khổng lồ. Núi tuyết ở Kelamer rất nhiều, đằng đông đằng tây nhìn đâu cũng thấy, nhưng liền kề với nhau thì không dễ kiếm ra đâu. Cứ như tôi đã thấy đã biết thì chỉ có chỗ này là có địa hình như thế thôi. Có điều năm xưa tôi cũng chưa dám vào thung lũng, vì truyền thuyết kể đấy chính là nơi ở giữa biển tai họa. Mấy người chúng ta muốn tiến vào cần phải hết sức thận trọng mới được. Tôi cũng nhìn ra khí tượng nơi đây quả không tầm thường. Riêng lớp tuyết tích tụ đến hơn ngàn vạn tấn kia đã khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. May mà dải rừng kẹp giữa hai dòng sông băng rất rộng, chỉ cần vòng qua thác băng, đi theo đường rừng, không xảy ra chuyện gì bất chắc phải gây ra kinh động thì chắc sẽ không gặp tuyết lở. Đi hết khu rừng là một dải sông băng uốn lượn. Xem ra mấy nghìn mấy vạn năm trước, chỗ này không phải chốn núi cao hồ băng gì, mà là một thung lũng lớn. Vùng đất quả nhiên có bốn ngọn núi tuyết cao ngất vây quanh, làm thành một dải chập trùng. Chính là Long Đỉnh, nằm trên sông lưng của trời đất. Tháp mà thờ cúng tà thần rất có khả năng đã đóng băng ở lòng sông. Mọi người thấy cuối cùng cũng có manh mối, tinh thần phấn chấn hẳn, hăm hở bước nhanh, muốn tranh thủ tìm thấy lầu ma chín tầng trước khi trời tối. Mặt sông bằng trơn dị thường, giống y như một tấm gương. Peter Hoàng từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chỉ ở phương Nam, chưa bén mảng đến nơi băng tuyết như thế này bao giờ. Cứ hệ đi nhanh tí tẹo là lại ngã phệt xuống, sợ là sắp nứt xương cụt đến nơi. Miễn cưỡng nhờ Tuyệt Béo và anh Sư Trê dìu đi. Cả đoàn vẫn đang tiến lên, bỗng tôi điểm quân số thấy thiếu mặt của Hàn Thục Na. Ở đây khe băng, hố băng, hang băng nhan nhản, nếu quả thực rơi xuống đó thì phiền phức lắm. Rơi xuống hàng băng còn có thể cứu, chứ lọt vào khe băng thì không cách nào leo lên được. Mà trên băng không có vết chân, theo dấu lần lại đường cũ vô cùng khó. Ở bên dưới mấy ngọn núi tuyết càng không dám gọi to tên chị ta, cho dù là A Hương cũng không có khả năng nhìn xuyên qua băng được. Mọi người đành bảo Peter Hoàng đứng yên tại chỗ để ý xem sao, còn tất cả tản ra theo hướng đường cũ quay lại kiểm tra. Ngoặt đi ngoặt lại hai lần mới phát hiện ra một hố băng bị dẫm vỡ. Bên dưới là hàng băng hình cây đấu, chỉ khe băng bị kẹp giữa sông băng hình như cây đấu. Tôi dùng đèn pin mắt sói chiếu vào, thấy hàng băng sâu chừng 7-8 mét. Hàn Thục Na nằm phía dưới hôn mê bất tỉnh. Chúng tôi khẽ gọi tên chị ta, không thấy có phản ứng gì. Không ai biết chị ta đứng thế nào mà lại rẽ vào chỗ này. Mình Thúc thấy vợ ngã xuống hàng, sống chết còn chưa biết thế nào, cứ bấn loạn hết cả lên. Tôi trấn an lão, bảo chớ lo lắng, chỗ này không sâu. Trên người Hàn Thục Na có đồ bảo hộ, cùng lắm là ngất đi do quá sợ hãi. Để từ từ kéo chị ta lên, đầu rồi khắc vào đó. Tôi soạn dây thừng chuẩn bị đu xuống. Sư Lê Dương ném một cây pháo sáng cho tôi nhìn rõ địa hình, tránh dẫm vỡ kẽ bằng thông với cái hố này.
Không ngờ cây pháo sáng vừa bùng lên giữa ba bể bốn bên, quanh vách bằng, tất cả nhìn xuống cùng thốt lên một tiếng ôi trời. Hòa ra vách bằng có không biết bao nhiêu người mặc cổ phục chết cứng trong đó, cùng một tư thế cúi đầu, đứng thành vòng tròn vây quanh, nòm như vẫn còn sống sờ sờ, lặng lặng nhìn Hàn Thục Na hôn mê bất tỉnh. Thứ chúng tôi có thể thấy được chỉ nằm ở lớp băng ngoài cùng, sâu bên trong không biết còn bao nhiêu thầy mà đang đông cứng nữa. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.